Quang Giao xin chào các bạn ở trên Face. Hôm nay là Quang Giao cũng xin giới thiệu nhạc sĩ Quang Đỗ là gửi những cái tâm sự trong những ngày dịch, mặc dù là coi như thả lỏng, mạnh ai nấy giữ. Thì bây giờ là xin mời các bạn hãy cùng nghe ông nhạc sĩ Quang Đỗ nói gì. Xin chào các bạn nha. Quang Đỗ xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 14, cũng là cái ngày Tết Nguyên Tiêu. Những năm mà không có dịch bệnh thì đơn vị Hội Văn nghệ Bình Thuận cũng tổ chức cái đêm giao lưu, tổ chức tại khu di tích Bác Hồ, và những năm mà kế tiếp thì là tổ chức ở rạp chiếu bóng chẳng hạn, hoặc là hội trường nào đó để hội tụ các nhân văn thi sĩ về thưởng thức những cái bài tinh hoa cho cái đêm nguyên tiêu trịnh trọng. Năm nay nói chung là rất buồn, Bình Thuận mình thì có nhiều nhiều sự cố. Tết coi như là mùa xuân, coi như là Bộ Công an cũng đã tặng cái đó còng vào tay của ông Nguyễn Văn Hai, và các cái ông Lương Văn Hải, rồi ông Hồ Lâm, ông Lê Nguyên Thanh Danh, rồi ông Ngô Hiếu Toàn, vân vân. Nói chung là nó có sự cố nó không hay, nhưng mà tôi thì tôi không tham gia vào cái lễ nguyên tiêu, nhưng mà bây giờ mình tham gia vào YouTube và hát nghêu ngao cho cái đêm nguyên tiêu riêng Quang Đỗ gửi đến cho các bạn gần xa. Dựa theo cái dân ca tình bằng có cái trống cơm, khen ai khế mộ bố mấy bông là nên bông, bố mấy bông là nên bông. Tiền bằng có cái trống cơm, khen ai kêu bố bố mấy bông là nên bông. Bình Thuận có Nguyễn Văn Hai, công an đã bắt có bốn tình cùng dặn hai, có bốn tình cùng dặn hai. Trung tướng Tô Ân Sô, chánh văn phòng Bộ Công an, xác nhận với Việt Nam Net vào ngày 10 tháng 2, gọi ông Văn Hai. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an còn khởi tố bắt giam bốn bị can là ông Lương Văn Hải, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, ông Hồ Lâm, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, ông Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, ông Hiếu Toàn, Ngô Hiếu Toàn, phó giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận. Bình Thuận có Nguyễn Văn Hai, công an đã bắt bố bốn tên cùng Văn Hai. Bình Thuận tôi càng sâu hố, Bình Thuận tôi càng sâu hố, thấy chúng lội 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 sông chẳng thoát lưới. Trời ơi Nguyễn Văn Hai có cùng bốn tên bị còng, có cùng bốn tên bị còng. Bình Thuận tôi càng sâu hố, Bình Thuận tôi càng sâu hố, thấy chúng lội 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 sông chẳng thoát được lưới. Trời ơi ông Nguyễn Văn Hai to cùng phong tên bị cầm, to cùng phong tên bị cầm. Tình bằng có cái trong cơm, tình bằng có cái trong cơm, có cái trong Sáng 11 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt đầu khám xét nhà riêng của các cựu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận liên quan tới các sai phạm tại Tân Việt Phát 2. Hai chiếc xe biển số xanh đã đến nhà riêng ông Lương Văn Hải, nguyên phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại số nhà 61 Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết. Buổi làm việc còn có đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao và công an địa phương. Xung quanh căn nhà được bảo vệ nghiêm ngặt.
Được biết ông Hải là một trong 5 bị can, cơ quan cảnh sát điều tra công an khởi tố ngày 10 tháng 2 về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 với 3 lô đất số 18, 19, 20 thuộc quỹ đất hai bên đường 706B, nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Cùng tội danh này, cơ quan điều tra bắt tạm giam 4 cựu cán bộ của tỉnh, gồm ông Lương Văn Hải, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Hồ Lâm, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Lê Nguyễn Thành Danh, cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Ngô Hiếu Toàn, phó giám đốc Sở Tài chính. Bộ Công an cáo buộc 5 bị can có sai phạm liên quan dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 thuộc quỹ đất hai bên đường 706B, nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định, lệnh trên để điều tra. Bộ Công an cho biết việc khởi tố 5 bị can trên diễn ra trong quá trình thực hiện quyết định của Thủ tướng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm tại 9 dự án đất đai, đầu tư phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có dấu hiệu vi phạm pháp luật.